Mẫu máy bay lai trực thăng mới của Airbus là Racer, có cánh cứng như máy bay thông thường và cánh quạt để cất cánh thẳng đứng. Chiếc trực thăng đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 4 và vừa ra mắt công chúng vào ngày 15 tháng 5 vừa qua tại Pháp. Về cơ bản, Racer tương tự một chiếc trực thăng thông thường. Nó có thể bay với tốc độ tối đa 400 km/h, gần gấp đôi tốc độ của một chiếc trực thăng hiện đại. Trực thăng Racer nhắm đến việc đạt được sự cân bằng giữa hiệu quả chi phí, tốc độ và hiệu suất với thiết kế nửa trực thăng, nửa máy bay thông thường. Ngoài ra, hệ thống động cơ kết hợp giữa xăng và điện là trọng tâm của Racer với mục đích giảm 20% mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2, đồng thời giảm tiếng ồn khi vận hành. Trước đó, Airbus từng nghiên cứu phát triển các mẫu máy bay tương lai, bao gồm mẫu Concept X3 vào năm 2010. Riêng đối với Racer, giám đốc truyền thông của Airbus cho biết, chiếc máy bay lai trực thăng này nằm trong dự án Clean Sky 2 thuộc chương trình của Liên minh châu Âu-EU nhằm khuyến khích phát triển các phương tiện hàng không giảm phát thải cũng như tăng cường tính cạnh tranh của ngành công nghiệp hàng không châu Âu.